người nhá, hôm nay giới thiệu một số siêu phẩm đây. Đây là chiếc bàn thờ Như Ý gỗ vàng dành, gỗ mít tây. Nó chủ yếu hôm nay là mình xin giới thiệu cái siêu phẩm này. Đầu tiên mình giới thiệu là đây là một cái tổng bộ bao gồm một chiếc bàn thờ này, một chiếc bàn gầm hộp và hai cái đôn ở hai bên, cộng với ghế thắp hương ở đây. Đấy, ghế thắp hương hai tầng đấy. À, cái bàn thờ này có một cái bục ở đây. Đấy. À, cái điểm nhấn của bàn thờ này đấy chính là cái bàn thờ này là bàn thờ trơn này, và cái bàn gầm hộp này là đúc vừa đúng cái khe của cái bàn gầm này vào. Khi mình đúc cái bàn thờ này, đúc cái bàn gầm này vào ấy, thì là nó nhìn nó rất là combo luôn. Cái bàn gầm này ấy, đấy, rất là rộng và ở trong đựng rất nhiều thứ. Đấy, như mở ra khi bày cỗ thì mình có thể thắp hương bày cỗ ở tất cả khu vực trên này. Đấy, và khi công việc xong xuôi thì mình đút vào như này. Đấy, rất là công phu. Và xưởng mộc của mình cũng là xưởng mộc nhà mộc kia đây. Đây cả khung mặt lẫn khung xà đều rất là dày. Cái chiếc bàn thờ này là dài 2m17, rộng 1m07 và cao đến cái mặt này là 1m27, cộng với lại 25 phân của cái bục chân kia nữa, thì để ở trên còn có một cái tam cấp. Hai cái đôn này á, hai đôn này đấy là mình để khi mình trưng bày ở phòng thờ mình để vào nó bên trong là một ví như này. Xong rồi ở trên này sẽ để một cái lọ lục bình, một cái lọ lục bình gỗ hoặc là bằng gỗ trưng bày rất là đẹp. Rồi cái chỗ này là để các thứ như là lọ hoa, rồi là hành, rồi là tịnh hương. Bình hương hay thì đấy là tùy gia chủ muốn để như nào để hai bên hai đôn này những cái điểm rất là đẹp. Mình cũng một phong nhà nó kê lưng trưởng lên, có một quý khách có nhu cầu thì là liên hệ với mình theo số điện thoại đã ghi ở trên. Và bây giờ xin mời các bạn chiêm ngưỡng lại trước bàn thờ này, quay xa hơn một tí, quay gần hơn một tí, rồi xa hơn một tí. Còn rất nhiều những cái mẫu ở trong này. Khi nào xong thì mình giới thiệu cho các bạn sau. Rất nhiều, nhiều lắm. Đây. Cái này là mẫu này. Mẫu này là rất là mới và rất là hot đây này. Nhưng mà cái tiêu chí ngày hôm nay thì muốn giới thiệu cái sản phẩm này thôi. Đây em đứng ở đây em quay vào này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.